Chào thầy và tất cả các bạn. Tuần này mình sẽ tạo một ứng dụng trình duyệt web đơn giản dựa trên những thứ có sẵn trong Android Studio. Bước đầu tiên ta sẽ tạo một project Android, đặt tên là My Browser. Trong project mới thì chúng ta đến bước 2, đó là tạo các thành phần cơ bản. Để tạo giao diện cho ứng dụng của mình thì như tuần trước bạn Trung đã giới thiệu, chúng ta cần quan tâm đến file activity_main.xml là một trình duyệt web cơ bản thì ta cần một chỗ để nhập cái địa chỉ web. Chúng ta sẽ kéo xuống phần plan test, xóa chữ hello world đi. Và một cái nút để khi nhấn vào thì sẽ đi tới trang web mình vừa nhập. Mình sẽ đặt ID cho nó. Hôm nay mình chọn là page URI. Chọn qua phần cái nút và mình sẽ đặt đến cái nút này. Tiếp theo để tạo ra hai cái nút nữa để trở về trong web mình vừa mới sử dụng, là nút back và nút forward. Tiếp theo sẽ tạo ra một cái vùng để hiển thị trang web. Hãy dùng WebView. Ok. Đặt tên cho nó là WebView. Khi mà các bạn tạo các mấy cái nút mà đặt tên trực tiếp vào đây này, nó sẽ hiển thị một số cái cảnh báo. Nó sẽ hiển thị cảnh báo, nó báo mình là không nên để trực tiếp mấy cái chữ vào đây mà hãy dùng cái file string.xml. Sau đó thông qua cái file đó để bỏ cái chữ lên. Cái file đó ta sẽ vào cái file string.xml, tạo ra cái string mà mình cần thiết. Này cho đẹp. Lưu cái này là rồi qua lại file activity main. Trong phần test hiển thị mình sẽ không để trực tiếp chữ go nữa mà mình sẽ thông qua cái file string để lấy cái chữ go này ra. Bạn sẽ hiển thị chữ rau, chọn nút bắt, ok giờ nó đã hiển thị lên hai cái mũi tên. Hai cái mũi tên nó nhỏ quá, cũng được to lên. Còn được xíu. Okay. Vậy là đã xong phần giao diện cơ bản. Qua phần viết code, mở file MainActivity, đốt Java lên. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo biến cấp quyền truy cập cho ứng dụng ạ. Để cấp quyền truy cập cho ứng dụng thì ta vào mặt file Android Manifest, bỏ vào này rồi new permission Android name Android permission internet. Lưu lại. Giờ ứng dụng của ta có thể truy cập mạng. Khai báo biến. Khai báo mấy cái nút, mấy cái input test lúc nãy mình đã tạo ra lên phần giao diện. Có 3 cái nút với một cái input test, với một cái web view. Nút tên cho nó init.box. Input line left to main view. Main view. Okay. Sau khi khai báo biến xong thì ta viết các hàm xử lý. Đầu tiên ta sẽ viết hàm để lấy cái đường dẫn người dùng nhập vào. Đặt tên là yes input URL. Rồi ta sẽ cắt để lấy dữ liệu là input, cái tên biến mà mình đã đặt ở trước đó, mình đã đặt ở trên này. Sẽ bằng edit text by view id và nhập cái id là cái tên mà mình đã đặt lúc nãy mình đã thiết kế, đặt này, cái tên này là text input url r.id.text input url. Cái r này là cái gì thì nếu mình đọc thì cái r này là một cái class, cái lớp được lưu ở trong file, được lưu ở trong file r.java. Rồi trở lại với hàm của mình. Dùng hàm get test để lấy, khá giống với C#. Tiếp theo sẽ viết hàm để xử lý cái phần hiển thị trong web. Khởi tạo cho nó là My Browser này là cái gì thì chút mình sẽ giới thiệu sau. Tiếp theo mình sẽ viết cái hàm mà khi người dùng ấn nút Go này thì trang web sẽ hiện lên đây. So, này là mình lấy cái đường dẫn người dùng nhập vào, thì đó là mình sẽ cài đặt một số thứ khi mà trang web khởi động. Điều này có nghĩa là sẽ tự động tải hình ảnh khi mà trang web được tải. Cái này là bật Java Switch trên trang web. Những bước cài đặt cơ bản cho phần hiển thị trang web. Theo cái phần này sẽ load cái trang web lên, cái dòng này những phần hiển thị, cái dòng này là nó sao ta, cái mà cái cuộn thành cuộn trang, xét cái style, xét cái style cho nó, rồi xong cái hàng. Rồi giải thích về cái My Browser. Cái My Browser này là một cái lớp, một cái class. Mà kế thừa là cái class WebView client. Giờ kế thừa để viết lại cái hàm kiểm tra khi mà cái địa chỉ trang web nó thay đổi. Các bạn có thể xem tại đây. Đây, mình viết lại cái hàm này. Cái hàm này có nghĩa là khi mà cái địa chỉ trong web thay đổi thì mình sẽ làm cái gì. Chữ bán lại cái dòng này là để tải trong web lên phần này, cái dòng này là để thay đổi cái địa chỉ của nó trên đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cái sự kiện mà khi người dùng nhấn vào nút Go bằng cách là I have several right now. Rồi ứng dụng của mình báo lỗi. Để xem lỗi là gì thì mình vô đây Android Monitor, kéo lên xem. Nó báo là cái nút BTN Go của mình là chưa có gắn. Rồi sau đó mình chạy lại. Rồi ứng dụng đã chạy. Mình nhập thử trang web Google vào này. Ok, giờ lại hiển thị. Cái dòng này là khi mà mình đổi, mình kích vào một cái link nào đó nó sẽ đổi cái địa chỉ trang web này, là nó sẽ đổi luôn cái ở trên này, đổi luôn cái dòng mà mình nhập trên này. Và nếu mình bỏ cái dòng này đi thì khi mình nhấn vào một cái link nào đó thì nó sẽ giữ nguyên như là cái test mình nhập ban đầu, nó sẽ không có đổi. Ok, mình sẽ làm cái nút back. Các bạn có thể đọc tài liệu về WebView ở trên trang này. Ok, có đây. Đây là cấp quyền truy cập Internet cho cái ứng dụng của mình. Nó có những cái hàng để mình cái hàng bắt đó. Đây là cái hàng giúp mình trở về cái trang web trước đó. Còn đây là cái hàm forward. Rồi ok, đầu tiên mình sẽ viết cái hàm rồi lên đây copy lại nha. Cái này là để bắt sự kiện, click. Cái này là Rồi giờ mình sẽ thử. Ok, đã vào. Và nút bắt thử nó lại trở về. Ok, còn nút forward thì bạn làm tương tự như là nút back. Giờ mình sẽ mở lại cái file r.java để xem nó có gì trong đó. Nó chứa biến khai báo phải. Nó chứa các biến mà Android nghĩa. Nó gắn cho cái địa chỉ mình nhớ. Tôi tìm một cái nút của mình. Cái nút của mình khai báo từ n back, từ n forward, từ n go, nó có hết trong này. Ở cái web view thì có khá là nhiều cái hàm hay mà bạn có thể mày mò để tạo ra những cái nhiều chức năng mới cho cái trình duyệt của mình, ví dụ như là phóng to, thu nhỏ, chụp ảnh màn hình, xóa bộ nhất đệm, xóa sửa web, rất là nhiều thứ. Lấy độ dài trang, lấy độ dài nội dung, lấy cái favicon là cái này, cái nhỏ nhỏ ở trên đầu của trang web. Lấy địa chỉ chính thức, get title, lấy đi tiêu đề trang, lấy địa chỉ trang, rất nhiều cái hay. Reload, tải lại trang, kiểu như cái chức năng này mình có thể thêm vô. Ok, phần trình bày của mình tới đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.